Em Tuấn đây, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em về được một chiếc các bác nhá. Hôm nay về được một chiếc xe đến từ thương hiệu Merida. Chiếc này thì hôm trước em đã có đăng trên Zalo rồi. Cái hôm mà em đặt mua được chiếc này thì em đã có đăng bài trên Zalo rồi. Thì cũng có rất nhiều bác quan tâm. Thì hôm nay là hàng đã về tới Việt Nam rồi. Thì em sẽ bóc chiếc này ra và ráp chiếc xe lên để cho các bác cùng có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp thể thao rất là ưng ý các bác nhá. Chiếc này là một chiếc xe chính hãng Merida, các bác đã biết là một thương hiệu rất nổi tiếng của Đài Loan. Thương hiệu Merida thì luôn nằm trong top những chiếc xe bán chạy nhất ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Khu vực châu Âu Bắc Mỹ người ta rất chuộng cái thương hiệu Merida này, luôn nằm trong cái top 1. Gọi là luôn đứng số 1 và cái top doanh số bán chạy nhất trong những loại xe đạp thể thao. Một thương hiệu gọi là rất nổi tiếng đến từ Đài Loan. Và hầu như bây giờ tất cả các hãng xe trên thế giới thì đều đặt nhà máy trụ sở tại Đài Loan, nên là các bác cũng không có cái gì mà phải ngần ngại về cái xuất xứ của cái thương hiệu này rồi. Một chiếc xe chính hãng đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng. Merida là cái hãng duy nhất ở trên thế giới có cái hệ thống bảo hành toàn cầu. Đây là hãng xe đạp duy nhất ở trên thế giới có hệ thống bảo hành toàn cầu các bác nhé. Dù các bác mua xe ở bất kỳ quốc gia nào thì cũng đều có một cái gọi là người ta gọi là gì nhỉ? Chi nhánh hay là cái trung tâm bảo hành đặt tại quốc gia đó. Nên là dù các bác mua chiếc xe ở Nhật, ở Mỹ hay là ở đâu đó trên khắp thế giới thì các bác vẫn được bảo hành. Ở Việt Nam cũng có trung tâm bảo hành của Merida các bác nhé. Đấy, chiếc xe duy nhất có hệ thống bảo hành toàn cầu. Chiếc này là Merida Riexto 4000. Bản này là bản đội đua các bác nhé, và đội đua với một cái màu tem rất là đặc biệt. Chiếc này là chạy điện các bạn, chạy điện, chạy SRAM Red Etap, một cái group điện cao cấp nhất đến từ SRAM, gần như cao cấp nhất rồi. Bản cơ, phanh cơ. Đây là yên của xe này các bác này, yên của xe các bác nhé. Ti bật bánh trước. Và cái này là cái khóa cọc yên. Em sẽ khui từng bộ phận ra để cho các bác cùng xem. Đây là giấy tờ của xe không nhé. Giấy tờ của xe mua bán tại bên Nhật. Đây là một cái bộ phụ kiện gì đó. Lát em sẽ kiểm tra và sẽ báo chi tiết cho các bác. Cọc yên của xe đây ạ. Những video khui này thì nó hơi mất thời gian một chút. Bác nào mà có đủ kiên nhẫn thì các bác có thể xem chi tiết từ đầu, mà các bác nào mà cần cái kết quả về sau thì các bác có thể tua qua cái đoạn này để các bác xem cái xe đã hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào. Đây là cọc yên của chiếc Merida các bác nhé. Đấy, cọc yên này. Đây là cái đệm cao su để chèn này. Để sẽ bóc chiếc xe ra. Chiếc này rất là mới luôn. Siêu đẹp luôn các bác nhé. Đây là bản đội đua, bản của Bahrain. Bahrain. Riexto 4000. Màu sơn là màu xanh phối chỉ đỏ. Ta sẽ đo size cho các xem luôn. Đấy, sườn đẹp, đẹp leng keng. Không một vết chảy luôn. Chiếc này hôm trước là cũng có rất nhiều bác quan tâm, có nhắn hỏi em ở trên Zalo, nhưng mà do là số lượng người hỏi nhiều, tin nhắn nó cũng trôi đi, là em cũng không nhớ rõ là những bác nào hỏi. Thì bác nào mà quan tâm đến chiếc này thì bác có thể nhắn lại cho em các bác nhé. Bác nhắn lại cho em hoặc các bác có thể gọi cho em qua số điện thoại ở trên màn hình đây. Số điện thoại của em Tuấn HD là 0888 391992. Em ở Chí Linh, Hải Dương. Các bác gần thì có thể qua trực tiếp các bác nhé. Còn các bác ở xa thì em sẽ quay chi tiết để cho các bác có thể quan sát chiếc xe một cách rõ ràng nhất, để các bác có thể mua hàng ở xa một cách đơn giản, rõ ràng, dễ dàng nhất ạ. Càng trước đây các bác nhé. Chiếc này thì đang sử dụng 3 món của SRAM Red Etap. Đó là bộ phận tay bấm cùi đầy trước, cùi đầy sau.
Còn cụm phanh ngàm thì là đang sử dụng cụm phanh ngàm của Dura-Ace. Cụm phanh của Dura-Ace 9001 các bác nhé. Đây cụm phanh Dura-Ace 9001 này. Tất cả chi tiết của xe thì đều còn rất là mới. Chạy điện. Đây là tay bên trái các bác nhé. Tay của SRAM Red ETAP. Đây là tay bên phải ạ. Em sẽ đo luôn cái size số để cho bác cùng theo dõi về cái size của chiếc xe. Chiếc này có giống ngang. Ngang là 52 các bác nhá, ngang 52. Và đứng là 50 cho tới khóa yên. Là 52 đứng 50. Dáng của chiếc xe đây. Bây giờ thì em sẽ ráp chiếc xe này lên. Cùi đề sau này các bác này. Em quay vào cái cùi đề sau cho. Ý, cùi đồ sau chạy điện. SRAM Red. Không sợ ngoài đẹp không một chiếc chảy luôn. Em sẽ quay chi tiết từng góc cạnh một để cho bác xem là nó có bị xấu ở chỗ nào không các bác nhá. Hiện tại em khui đến đây thì cũng chưa thấy một cái vết xước nào. Đấy. Xe đang sử dụng cặp bánh của Shimano Dura-Ace. Shimano Dura-Ace 9000 thì phải. Carbon mái nhôm. Phanh là phanh gầm các bác nhá. Phanh sau là phanh gầm. Sản xuất tại Đài Loan này, made in Taiwan. Made in Taiwan đây. Lốp của xe là lốp Continental. Giò dĩa FA, đĩa 5236. Tem mác các thứ ở sườn đầy đủ thông tin đấy các bác nhé, chạy điện. Bây giờ em sẽ ráp chiếc xe này lên các bác nhé, em sẽ dựng lên và sẽ quay video chi tiết để cho bác cùng theo dõi. Sau khi em lắp bánh trước cũng như là cọc yên ghi đông xe vào thì sẽ được một chiếc xe như thế này các bác nhé, sẽ hoàn thiện rồi sẽ như thế này. Đây là chiếc Merida, một thương hiệu rất nổi tiếng của Đài Loan. Size của nhà sản xuất là size S và size sẽ được đánh số ở trên phần gióng đứng này. Chiếc này là bản màu sắc theo cái đội đua của Bahrain. Đội đua của đất nước Bahrain. Con này thì có tem oxy ở trên gióng đứng các bác nhé. Tem oxy đây. Khung sườn thiết kế theo dạng khí động học, nhìn rất là hiện đại. Nhìn cái khung chéo này nhìn nó rất là gấu, nhìn rất là gấu luôn. Khung chéo này nó gần tương tự như dòng của Trek với cái thiết kế kèm theo, tức là cái dòng khí động học nó sẽ vát ở cái phần bên dưới này và cái phẳng về cái mặt đằng sau này. Đấy. Khung hình hộp đó nhá. Và cái giống ngang thì thiết kế theo cạnh đa giác. Đa giác thì nó rất khá là góc cạnh. Nó không phải là ống tròn mà nó cũng không phải là ống vuông mà nó thiết kế theo nhiều cạnh. Các bạn nhìn quan sát này. Thì cái nhiều cạnh. Con này thì đồ của nó từ phần yên xe và ghi đông vô tăng cũng là của Merida. Cái hình biểu tượng của Merida là cái hình quả núi như này. Đấy. Và đây ghi đông của xe này. Và phần yên xe cũng vậy các nhá. Và trang bị trên xe cái bộ chủ động của chiếc này là bộ SRAM Red ETAP. Con này sử dụng group là SRAM Red ETAP, tức là bộ group điện của SRAM. Với 2 đĩa và 11 líp. Tay bên phải thì sẽ là điều chỉnh xuống líp các bác nhé, xuống líp. Và tay bên trái là sẽ điều chỉnh lên líp. Đấy, em sẽ hướng dẫn luôn các bác cái thao tác mà sử dụng. Cái SRAM thì nó sẽ khác Shimano. Shimano nó sẽ có hai cái vị trí bấm ở tay này, còn SRAM thì nó chỉ có một cái thôi. Bên này là xuống líp này và bên này là lên líp này. Còn để điều khiển cái tầng đĩa ở phía trước thì các bác sẽ bấm đồng thời hai bên các bác nhé, bấm đồng thời hai tay. Hai tay cùng một lúc thì là nó sẽ lên líp và các bác bấm hai tay một lần nữa thì nó sẽ lên líp. Đấy, cái thao tác điều khiển thì nó sẽ khác so với Shimano nhưng mà nó sẽ thông minh hơn, em nghĩ là nó thông minh hơn. Và trong các giải đua thì cái bộ SRAM thì được các tay đua xe đạp sử dụng khá là nhiều, rất là nhiều. Đấy.
Vành bánh của chiếc này thì đang sử dụng là bánh của Dura-A, vành C15 với vành là carbon. Carbon và chân đũa thì chân cam gì đâm thẳng vào vành luôn các bác nhé. Và cái má của nó là má nhôm. Nó đảm bảo cho cái thao tác phanh khi mà trời mưa hoặc là trong cái điều kiện xấu thì nó an toàn, nó khá là an toàn. Nó sẽ bám hơn là cái dòng carbon thuần các bác nhé. Và lốp đang sử dụng là lốp Continental Grand Sport. Đấy. Lốp thì gần như là mới tinh luôn các bạn. Cụm phanh của xe là cụm phanh của Dura-A. Cụm phanh trước của Dura-A. Phanh sau của Dura-A và phanh sau là phanh phanh gầm các bác nhé, phanh gầm. Cái này là do cái chủ cũ của Nhật là người ta mua và người ta lắp đặt như vậy chứ không phải là nó không đồng bộ hay gì đâu các bạn. Do người ta cái cách sử dụng người ta cảm thấy là cái bộ ngàm phanh của Dura-A nó nhẹ và nó cảm thấy nó chắc chắn hơn thì người ta sẽ lắp thôi, chứ không phải là người ta cứ phải trang bị toàn bộ là của SRAM hết đâu. Đấy, SRAM chỉ có 3 món, 3 món là phần tay này, phần đề trước đề sau, chạy điện, pin thì các bác có thể tháo ra để các bác sạc được, kèm theo cả bộ sạc cho các bác luôn. Đây là bộ sạc của SRAM Red các bác, ETAP các bác nhé. Bộ sạc kèm theo, pin thì các bác tháo đúng không? Tháo như này. Đấy. Tháo ra thì cũng đơn giản thôi, thao tác một tay thì nó cũng hơi khó một chút. Đấy. Pin thì các bác cứ cắm vào cái củ sạc điện thoại bình thường này các bác sạc là được. Đấy, lắp đặt thì cũng đơn giản. Em sẽ đi vào kia một phần, trước tiên là phần ngoại hình của chiếc xe. Đây là phần tay phía bên phải các nhé, tay của SRAM này. Tay bằng carbon. Mới leng keng luôn các nhé, không có chảy xước gì cả. Quay nó hơi bị ánh sáng nó hơi bị lóa. Đây là tay bên phải đây. Tay carbon, không chảy xước. Cao su cũng đẹp các bác nhá. Giờ đầu là vẫn là đang sử dụng ghi đông poăng nhôm của Merida. Các bác về có điều kiện thì các bác sẽ nâng cấp cái phần này sau. Các bác có thể nâng cấp lên carbon để cho cái trọng lượng của chiếc xe nó giảm hơn và có thể là nó phù hợp với con mắt thẩm mỹ của tùy từng từng bác. Đây là phần tay bên trái này. Tay phanh các thứ là còn leng keng, tay carbon, cao su đẹp các bác nhé, không bị chảy xước, không rách. Đấy, đây là phần logo ở đầu xe, logo hình của Merida, hình ngọn núi đấy. Và cụm phanh Dura-A 9001, phanh trước ngàm, phanh ngàm, phanh này là ngàm hai ốc các bác nhé, ngàm hai ốc. Và đây là phần càng ạ, càng carbon phía trước, bên phải. Cái này là cái băng keo nó dính vào. Đấy. Cái vết băng keo nó dính vào thôi, chứ còn sơn thì còn đẹp, không bị chảy xước một chút nào. Merida, tuy bật của Shimano, bánh Dura-A chạy carbon mái nhôm và bản cao 5 cm các nhé, dòng C50 bản cao 5 cm. Đùm trước cũng là đùm của Dura-A. Đây phần khung sườn ạ, sườn xe thì được phối màu xanh này, màu đỏ này và những cái đường chỉ màu vàng, màu gôn đấy, sườn đẹp, đẹp lên keng sa beng. Chốt khóa cầu yên thì sẽ âm ở chỗ này, cầu yên carbon, yên xe thì vừa em quay rồi, yên của Merida luôn, giống đứng các bác nhá, tem của đội đua Bahrain này, màu sắc rất là đẹp. Đây là phần cùi đè phía trước, cùi đè của SRAM Red ETAP. À, đây là cùi, gọi là cùi đề trước, tức là sang đĩa đấy ạ. SRAM Red ETAP này. Giò đĩa FSA với thông số đĩa lớn là 52 và đĩa nhỏ là 36. 52 36 xích KMC các nhá, xích KMC với phối cái màu là trắng đen. Xích KMC chắc chắn là sẽ giá trị là nó sẽ đắt hơn xích của Shimano và SRAM rồi các nhá, xích KMC. Đấy, giá trị giờ nó đắt hơn. Đấy em nói về giá trị thôi. Còn cái này là cái việc lắp đặt này là cái build chủ cũ, người ta đưa ra cái cấu hình rồi người ta lắp đặt nó sẵn như vậy thôi. Giò dĩa, giò FSA. Con này về thì em chưa có vệ sinh, chưa có lau chùi nên là dầu mỡ các thứ nó vẫn còn. Cái phần dưới bên này là đẹp lắm nhá, không bị rơi xích nên là cũng không chảy xước gì cả. Cái tấm bảo vệ tránh va đập xích này, càng bên
đằng sau bên phải. Dòng Reacto. Cùi đèn sau của SRAM Red. Pin. Cùi đèn thì cũng đẹp, không có bị chảy. Không bị chảy có nghĩa đồng nghĩa với việc là nó chưa hề bị va chạm, nên là hoạt động của nó thì nó sẽ hoàn hảo các bác nhé. Em đã test thử rồi, lên líp xuống líp các thứ là ngọt ngào. Thông số của nó thì đầy đủ hết. 11 tầng líp ạ. Líp của SRAM. Vành bánh sau cũng là của Dura-A các bác nhé. Dura-A C50. Cũng sử dụng lốp Continental. Lốp đẹp leng keng. Lốp này chắc chắn là người ta đã thay rồi, thay mới cho các bác. Lời luôn cặp lốp mới về chỉ sử dụng thôi, không phải thay thế bất cứ một chi tiết nào. Em sẽ quay cái phần mặt bên trái của chiếc xe. Đây là mặt trái các bác nhá. Bác nào mà cần hình ảnh chi tiết hơn thì các bác cứ nhắn vào Zalo để em sẽ cung cấp thêm hình ảnh cho các bác. Đây sườn bên trái thì cũng đẹp, không có bị chảy, không chảy một chút nào. Càng này. Đây là nguyên cái tem của bên Nhật người ta dán. Tem này các bác có thể lộn ra. Sơn xi các thứ thì không một vết xước. Rất đẹp. Tem Bahrain. Giò trái đây. Con này vừa có thể sử dụng group cơ và vừa sử dụng group điện được không nhé. Trên phần khung sườn thì cũng ghi rõ thông tin đây này. Đấy, D2 ready. Tức là sẵn sàng cho cái việc lắp đặt group điện. Khung sườn carbon. Sườn bên trái này, đẹp. Không có bị chảy một tí tí nào luôn. Con này mới lắm ạ. Bên dưới gầm xe là cái thông tin cũng như là mã vạch, mã số các thứ là nó ở dưới này hết. À, tem sườn này, tem số khung này. Số khung. Đấy, sẽ được in trực tiếp lên trên sườn các bác nhé, sơn trực tiếp lên trên này. Đấy, cũng phanh ngàm phía dưới gầm này là cũng của Duray. Tất cả chi tiết ốc A các thứ là đều đẹp các bác nhé. Nên là cái việc giữ gìn của chủ cũ người ta đi rất là tốt, không hề đi mưa, không đi mưa nên là nó ốc yếc là nó không bị xỉ sét. Reacto 4000, càng bên này cũng đẹp này, không có bị chảy một tí tiền luôn. Đấy. Em đã quay chiếc này rồi, thì bác nào mà cần thêm hình ảnh chi tiết hơn, bác còn quan tâm đến cái bộ phận nào mà cần hình ảnh chi tiết thì các bác cứ nhắn cho em để em chụp cho bác xem. Và cái tầm giá của chiếc này thì nó trên 60 một chút các bác nhé, trên 60 triệu. Một chiếc xe sử dụng cấu hình khá là cao cấp SRAM của Mỹ. Em sẽ quay thử cái bánh xem có trớn không. Đấy. Nó bị mắc cái chân trống một chút. Cấu hình SRAM Red ETAP điện rất nổi tiếng của Mỹ, giá cao cấp và cụm phanh là cụm phanh Dura-A của Shimano Japan. Tầm giá hơn 60 triệu là bác đã giữ một chiếc xe với một cấu hình rất là cao, thiết kế đẹp, màu sắc cũng khá là ưng. Và vừa mắt bác nào thì các bác cứ alo trực tiếp cho anh Tuấn đây, có số điện thoại 0888391992, số điện thoại em đây các bác nhé. Video thì em xin phép được kết thúc và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin chào tất cả mọi người.